Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Thật ra đối với anh Tuấn á, ngày mai anh trong tư cách là mình đứng nhà khách thôi, chứ mà giờ chơi thắng họ thì khán giả họ nó không nể. Tại vì cái cốt của mình là chơi kiểu vui vẻ thôi, không ngờ là bên kia hơn thua dữ vậy. Thật ra chúng tôi họ thắng được chơi mà chúng tôi thắng được lòng khán giả thôi. Bây giờ hai vòng đấu rồi, hai anh đánh giá đối thủ như thế nào? Bình thường. Đối với nhà ngai bên kia thì có anh Vinh thì anh cũng già yếu rồi, xương khớp anh cũng yếu, anh Lục thì ở nhà ngai anh không có gì ngoài cái gương mặt sáng. Ngọc thì chơi sạch trước giờ cũng nói rồi. Thì dạ thì nói chung là cũng từ giờ trước giờ. Ôi dạ. mới chơi một hai người mới biết gì vậy chứ. Còn nói chung thì còn người nữa. Còn Diệu Thúy Ngân nữa. Diệu Thúy Ngân. Ủa thì không nhắc không nhớ luôn. Cô bún xuân vậy đó. Chỉ là đào quá. Chỉ là đào quá. Chỉ là bóng xanh quá. Trời ơi, nguyên bài luôn. Con muốn sung, con muốn sung, con muốn la đờ. Con muốn la đờ. Trời quá. Anh Huy hồi nãy là anh Huy với cái bọn em lăn. Cái bọn ở đời đâu? Bọn ở đời đâu ạ? Tụi anh đang ở đó sẵn sàng điện thoại, cái gì gọi người nhà liền. Dạ. Gọi là lùi về một bước để nhìn thấy anh làm rõ hơn. Đây chứ gần có ma sát nhiều lắm, có cái gì đó mà ngã xuống thì tụi anh biết được là xử lý chứ. Thường quá, thường quá. Thường quá. Tập chứng là anh thấy làm cái gì tình nhiều. Không. Bình thường là cái những gì mà anh phải nhận thôi. Cái đó là ông bà tao có câu mà. Dạ. Ở ác thì gặp chứng thôi. Có, câu này thôi. Nhưng mà mình đi ba anh em mà có một người dơ rồi còn hai người đâu. Tụi em chơi dơ là đủ rồi. Tụi em chơi dơ là đủ rồi. Anh là dơ người thôi. Tụi em dơ cút cách. Đúng rồi. À, là nhập máu. Là hồi nãy hai anh em ăn cắp xô của ăn cắp hoa mai. Không này, em không hề. Đó là một bài quá lớn nha. Một bài học rất lớn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là lấy thử anh Giang cảnh giác hay không. Chúng tôi là một hồi chuông cảnh tỉnh anh Giang làm nên cảnh giác với đối phương. Chứ anh em trong nhà lấy gì? Chứ anh em trong nhà lấy gì? Chắc là anh lấy của người nhà. Không anh thử. Vậy mà anh đưa cho em. Không có một cái đồng nào hết. Hôm nay là đầu tiên mình tham gia bảy đồng từ xuân. Và cũng là mình cũng có coi trước cái nhà rồi. Nhưng mà là chưa có thấy cái phần này. Nên là phần này rất là bất ngờ. Không ngờ là mặt mình thua tới mức như này. Dạ. Thì lúc đầu là mình phỏng vấn là mình nói là mình dơ từ cút cách ra. Thì bây giờ nó lộ ra hết rồi. Thì bây giờ cốt cách mình đã sạch hết rồi, thấy không? Sạch người, sạch hết rồi đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Cũng là top về visual. Top về visual. Mà chúng tôi làm có hai hai cốt thôi. Âm đây mình cũng không cần phải cố gắng anh. Trời ơi, mấy đường đẹp cơ địa, còn tôi đẹp phải giảm giá. Với lại em thấy em bị kỳ quá, anh tương tác với em mà em kinh khinh nên làm sao á. Cùng khám phá hậu trường bảy nụ nhé. Trai quá vậy. Put your hand on my shoulder. Ủa mới về yếu mà. Tiên còn ai không phá rồi. Ủa có bài về nhà. Ngày nào. Thôi yếu giờ cũ rồi thôi. Nhìn yếu rồi ha ơi. Loading, straight for the lyrics like I'm bowling, bowling. She don't keep rolling, rolling. And when Melissa, but I told him one more time. Your favorite MC's bones are so far. Vui, rất là hiểu lầm thôi mọi người à. Em chào anh Lân Tình. Hiểu lầm thôi. Đi đâu vậy? Thử đồ. Không cần thử gì á. Ủa, thử đồ cưới nè, đi thử đồ cưới. Thử đồ cưới nè, đi thử đồ cưới. Anh Huy với Hiếu là hai anh làm này như thế nào ạ? Ta dễ. Ủa? Ta dễ như thường ngày mà. Nãy giờ hai chúng tôi mặc dù là cũng là top về visual. Top về visual. Nhưng mà chúng tôi làm có hai hai đúng rồi. Âm đây mình cũng không cần phải cố gắng anh. Trời ơi, mấy đường đẹp cơ địa, còn tôi đẹp phải giảm giá. Nên tôi làm đâu hơn ta. Không, nhưng mà cũng có sự cố gắng, dù nhiều khi anh Gia anh buông xuôi luôn, thấy không? Anh bị buông xuôi, tôi thì thường luôn. Anh đang không cố đâu được. Anh được, đâu bị buông xuôi rồi. Chứ bây giờ cái công nghệ mà căng chỉ đó là vậy là một lạc hơn, anh đi làm tóc bây giờ nè. Anh Huy với anh nhớ lần đầu tới với bảy nụ á, anh có chia sẻ cho không anh? Chơi hết mình thôi. Có chơi hết mình là có tự dâm chơi chơi mình không? Có tự dâm chơi chơi mình không? Trời ơi, y chang.
bầm tím người luôn. Đủ lộn rồi. Em vô làm biên tập nè, anh ơi cho em lấy cái bài nhạc của anh được không? Đầu chương trình lấy mạng luôn cũng được nữa. Bây giờ này diễn là coi là mạng sống thôi. Trời ghê vậy lắm. Mà thấy nguyên vàng là sơ thử là thấy liền. Đàn cá này thì anh Vinh thì quen rồi, kỷ luật thì quá quen. Dạ mới bữa quay rồi. Anh Vinh là nói lên đời sợ là anh Vinh. Chị Ngọc là nô đo với anh rồi, nhưng mà giao trình. Nói chứ đối với tụi tôi thì ngày hôm nay thì mình tới để cười để xem tôi. À, em tới với vai trò là khán giả. Khán giả. Quyền quyền. Nếu mà nói em biết hình với anh đi. Với lại em thấy em bị kỳ quá, anh tương tác với em mà em kinh kinh nên làm sao á. Em kẹp vậy như nào tóc nó mới được. Em muốn kẹp sao? Đó thì nó không biết làm đâu, anh kêu người ta làm. Ừ. Nè nó được rồi nè. Nhưng mà anh muốn kẹp công hơn đúng không? Nè nó đang ok nè, giờ là vô keo nó xong rồi. Ờ. Đúng không Hiếu, đúng không? Ờ đang đẹp đó. Mà em thấy anh chút người mình thấy đẹp rồi mà. Rồi. Em chút em được không? Nhưng mà cái chỗ này bị mất tóc giờ sao thì rồi? Thì nó hối đó là phụ hối đó. Đây mà. Vậy được rồi. Đó vậy thôi. Anh chơi tôi. Tôi giật ra cho mọi người xem. Đẹp rồi. Thì không Hiếu. Được rồi. À, xin chào quý vị khán giả, mình là Lê Vũ Lâm và mình đang tham gia chương trình Bảy Nụ lần thứ 85 ạ. Thứ 85 rồi. 85 rồi. Wow, chương trình lâu đời vậy. Và em là Hiếu thứ hai và hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình Bảy Nụ của sao ạ. Lần thứ mấy rồi em? Dạ lần 85 ạ. 85, là một kiếp nạn 85 vậy. Cảm xúc của anh Lâm Hiếu như thế nào khi tham gia Bảy Nụ cười xuân và là số đầu tiên? À, Lâm rất là vui tại vì có những nghệ sĩ mời một lần là không được mời nữa. Nhưng mà đối với bản thân Lâm thì mời đi mời lại hoài. Thì Lâm nghĩ là chương trình yêu thích Lâm cũng như khán giả yêu thích Lâm, cho nên cảm giác của Lâm rất là phấn khởi và hồ hởi. Trả lời đi. Còn em thì tự nhiên em nghe anh nói em sợ em là vô cái trường hợp là nghệ sĩ mời một lần không mời nữa. Tại em không biết là hôm nay có mình có được vui hay không, tại mình thấy chương trình khá là nhiều thử thách. Thì cái này thì mình vẫn công thức cũ, diễn bằng cả tánh mạng thì chúng ta sẽ thành công. Ok anh, diễn bằng cả tánh mạng. Đối với dàn này thì sơ hở là mình bị câm nín, sơ hở là bị mất thoại và sơ hở là chặt chém. Cho nên có bao nhiêu công sức, bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu ngôn ngữ em hãy nói, em đừng có suy nghĩ, em đừng có thì em sẽ bị mất. Dạ. Là cái dạng này tất cả mọi người mình lên sân khấu điều trị nha, mình sẽ lại nói nhẹp thôi. Quý vị ơi nhớ ủng hộ hai vợ chồng. Hai vợ chồng. Cảm ơn hai anh em luôn nha. Cho nước sạch để Lâm xúc cái họng nghe anh em ơi. Có nước sạch không cho anh miếng sạch. Nước. Nè, Lâm rửa mắt. Dạ. Rồi giờ anh Lâm ảnh vô cái bộ cho tỷ miếng. Cho tỷ miếng tỷ xuống. Rồi, vô đi ạ. Vô. Nói chưa em thấy anh vậy em cũng tội nghiệp lắm á em. Bây giờ là trò chơi cuối cùng. Hãy chọn cặp đi. Em với Thủy Ngân. Rồi xin mời. Anh đánh em cho chết cái gì đó. Rồi xin mời. Chơi cho chết. Sẽ có một người đứng. Cho em cái khăn được không? Cho em khăn lao, cho em ngắm cái bi được không? Cho em chụp mà xem thoại. Anh Lâm thúi quá. Anh Lâm thúi quá. Chọn quá. Thúi gì? Thúi thiệt. Con thấm chân lưu thiệt ra nữa. Thúi cái chân chân đi. Thúi chưa rồi. Chúng ta thúi luôn đi. Thúi, trời ơi, trứng thú nó thúi ghê lắm. Cái trứng thú nó thúi kinh khủng lắm. Nó sọc một cái chạy về. Đồng nghiệp thương luôn, không ai đứng gần. Cái này không còn là con thú nữa mà là con thúi trong lâm. Con thúi trong lâm. Bật Vion, game on đón Tết, đón mưa quà tặng. Trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Không có vụ mà hết trứng hết nước thì làm sao vui. Đúng, đúng. Đây. Trời ơi, nãy em mà thua chắc em chết luôn á. Chết gì mà điên quá, không lẽ mày thua anh để cho mày chịu. Anh chịu cho mày. Ôi trời ơi, trời ai nói vậy? Mấy ba chừng rồi. Em xin 5 xu đi. Cho em xin 5 xu. Không em ơi. 5. Hồi nãy anh đòi chơi với em á. Gì? Em xin 5 xu. Không. Gì? Thôi 2 xu cũng được. 2 xu. Nè Lâm đi. Ủa trời ơi. Nè Lâm đi.
Trời ơi, thôi Lam đừng có chạy. Em muốn con Ngân lụm. Thôi lụm đi Ngân. Thôi lụm. Lụm. Ê, gì vậy? Cảm ơn, cho sao bây giờ? Lâm bốc ra nè. Trời. Lâm, lụm đi Lâm. Trời ơi, sao anh nhanh quá vậy? Bây giờ tao không quá. Đây. Mà tao quăng cái nhậu cái lụm. Thiệt luôn á. Tại vì tôi á là cuộc đời tôi á là mỗi lần mà cá cược cái gì là không bao giờ thắng. Đúng, em cũng vậy á. Chỉ có đi làm thì có lương thôi chứ còn không bao giờ. Đây đưa đây, chị đưa lương đây. Rồi ha. Thôi em chơi nữa đâu. Rồi đồng ý, chúng tôi đồng ý. Em đủ. Rồi, rồi Ngân không được chơi nữa. Mời qua bên kia. Ơi chơi với em gọi là chơi dơ á Ngân. Em ăn xong rồi em nghỉ ai cho em chơi. Chút đi hết tiền em cho. Cô ơi cô, mợ hai, cho con mượn 5 bông được không mợ hai? Trời ơi con yếu quá hả? Con sắp hết rồi. Con có cho mỡ gì không? Mỡ hai, còn mảnh đất thôi. Mỡ hai cho. Đưa đây cho mỡ. Huy thua rồi, Huy còn chọc ngược lại. Đúng rồi, em thua. Em thua, em chấp, em thua, em quýnh tụi đứa. Liệu. Em không biết, em bị liệu. Em liệu cái gì khôn như vậy? Rồi, trò chơi này. Anh Huy, ảnh hồi nãy anh đang thắng được. Thì đội đó sẽ bị trừ 5 bông cho mỗi người. Ủa là sao? Nó thua mà nó quýnh tôi. À, ồ. Trời, vậy như vậy. Lúc anh lại em đó. Là sao? Ủa sao có cái này nữa? Trời ơi, Lan Ngọc nó bỏ vô thêm. Lan Ngọc nó bỏ thêm. Rồi, tập tiếp theo. Lan Ngọc đây. Em đưa Lan Ngọc. Ủa? Quá trời ơi. Chị, một cái. Bây giờ đây. Mọi người ơi, sao? Sao mà sớm này vậy? Chơi thua hoài vậy? Anh đại của anh đó. Anh bị liều. Mà anh đâu có thua đâu. Anh bị liều. Chồng đen thôi. Đâu, mẹ cũng thắng mà. Nói chung là đồ của mình là... Để yên cho tôi. Ủa trời, chú đá buông ra giờ lụm nữa kìa. Lan Ngọc lấy kẹo đâu hả? Đâu, em lại danh nhành với anh Lâm á. Lại danh nhành với anh Lâm á. Bắt đầu. Cái trò hộp vậy? Cành nhít cơ. Trời, em lấy gì vậy? Em thử em nhảy nhảy với tôi xem nào. Không. Đừng bắt em tôi nhảy. Nữa. Trời ơi. Quá. Ngọc. Tới em đi. Anh Lâm bỏ vô tôi. Anh Lâm bỏ vô tôi 20 viên kẹo. Lắm mà. 20 viên. 24, 25. 26. Ủa? Để em canh cho. Lượm bông mai đi. Bao nhiêu ạ? 26. Hết rồi. Hết rồi. 26. Ơi, rồi đây. Chưa. Không. 6, 7, 8, 9, 10, 27, 27 rồi. 11, 12, 13, 14, 15, 28, 27, 28, 29, 20. 20. 20. Cái gì vậy? Bán Ngọc 28. Như rồi. Tiến lực ăn gian lấy bông mai bỏ túi kìa. Bỏ túi đâu? Trời, thằng Lâm lấy mười mấy bông nó bỏ túi. Anh đừng có nói vậy anh Luật ơi. Tôi mới đến đây là đây. Ở đây là đừng có nói bậy bạ. Có giờ trang làm chứng là đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là Lâm phải lấy 7 bông mai. Đâu? Trời, anh nói cái gì vậy? Em giơ hai tay em lên. Lâm anh đếm. Lâm đếm với tôi tới 22 lần tôi nhớ rồi. Ủa? 22 lần tôi nhớ. Em giơ hai tay. Ủa? Năm mấy anh ơi? Năm cái à? Còn hai cái đâu? Không có nè, kẹo không à, kẹo không à. Em viết đâu mà hai bông nữa. Nói em thời đúng nè, kẹo không à. Kẹo. Ê. 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 Cái hộp kia. Ủa, sáu bông nữa. Em chưa đếm.
Thôi bạn là 8. Ok, rồi, bây giờ tới em đếm. Sao nhiều quá vậy? Ờ, đâu ra? Ở trong này nè. Em đếm nha. Bây giờ tới em nè. 20. 20. 20 đâu? Nè, 10, 20. Là tính luôn mà, mấy cái bông bằng sao? Đó. 7, 7, 7, 7, 7. Cái này là bông hồi nãy em ra vô tình đi đường rồi, thấy. Trời ơi, trời ơi. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22. Hả? Ở đâu mà trong người gì ra hoài vậy? Ủa? Rồi, ai nữa Hiếu? Em Hiếu nhiêu hả? Khoan khoan, từ tại vì Giang là bên nội bên kia, thông cảm Giang ơi. Thông cảm, thông cảm đi Giang. Để anh đổ cho, để anh đổ cho. Tốt. Ba cào. 2, 3, 4, 5, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nha. 24. 24 bông mai dành cho Hiếu. Dạ. Ai nữa? 25 con sót. Tụi em đã vô sản ở đây rồi. 25 bông mai dành cho Hiếu thứ hai. 25 nha. 21. Trời ơi, lấy vô mỗi làm chắc 700 cục quá. Đó, đâu hết rồi. 1, 2, 3, 4. Anh ơi. 4, 5. 5, đâu, 5 đâu. Nè, cái tay cầm. À, đây là một cục. Ê, rớt kìa. 7. Nãy được 5 cục rồi. 8, 9. Thì nãy giúp mình hình tài lắc lắc nước kìa. Còn lắc nữa cái bịch sao? 11 lát em đưa cái bịch sao? Thiếu cái bịch là còn 12, 21, 22, 23, 24, 25. 24, 24, 24 đấy. 24, Lê Dương 24. Lê Dương 25, 24 không ai? Còn ai nữa? Rồi, đây, em. Hết rồi mẹ ơi. Đâu, đây, đây, còn đây con ác chú bài của tôi. 1, 2, trời ơi, quá chú bà tôi có 10 cục quá. 5, 6, 7, 8. Cái này nữa. Ờ, phải vậy chứ cưng. Em ấy. Cái này cái vỏ không à? Đếm mà anh đếm mà sai. Cái vỏ luôn. Không có, không có. Sẽ có cục kẹo, cục không có, không có. Cục kẹo, vỏ nè. 20, 21. Đây nè. 22. Nè, cưng. Lá cục kẹo cắn ra. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Đúng rồi, đúng rồi. Còn ở trong mấy viên nữa kìa.